Thưa quý vị, năng lượng có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chính vì vậy mà việc triển khai thực hiện sử dụng tiết kiệm năng lượng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia là một quốc sách vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, tiết kiệm năng lượng được xem là một trong những biện pháp trọng tâm để thực hiện cam kết net zero vào năm 2050. Tuy nhiên, nguồn vốn để thực hiện tiết kiệm năng lượng đang là vấn đề lớn đối với các đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm. Lắp đặt điện mặt trời áp mái là giải pháp mà nhiều doanh nghiệp đang áp dụng để tiết kiệm chi phí sử dụng điện, tiết kiệm năng lượng cho tương lai khi tài nguyên thiên nhiên dần bị cạn kiệt, ô nhiễm môi trường và sự khắc nghiệt của biến đổi khí hậu. Chúng ta tận dụng được các cái hạ tầng sẵn có, ví dụ như là mái nhà của các công xưởng, mái nhà của các hộ dân, mái nhà của các trung tâm công thương mại. Và vì tiêu thụ tại chỗ cho nên là cũng không cần phải mất nhiều cái đầu tư cho đường dây truyền tải hay là hệ thống điện phân phối. Và cái điều này lại thu hút được mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư, bởi vì cái quy mô của điện mặt trời mái nhà nó nhỏ, có thể từ vài chục kilowatt cho đến vài megawatt. Các doanh nghiệp thì người ta cũng rất là quan tâm đầu tư. Chính vì vậy mà tôi cho rằng là cái chính sách của chúng ta khuyến khích phát triển điện mặt trời trên mái nhà là một chính sách hết sức là đúng đắn. Bên cạnh đó, thực hiện tiết kiệm năng lượng đồng thời đảm bảo tính ổn định an toàn cho các thiết bị cung cấp điện, một số doanh nghiệp đã thực hiện việc đầu tư các thiết bị mới. Đơn cử, công ty cổ phần Superphosphate và hóa chất Lâm Thao đã đầu tư hệ thống tủ điện tại xí nghiệp điện nước với tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng và được đưa vào vận hành sử dụng trong tháng 6 năm 2023. Hiện tại, thiết bị sử dụng ổn định, tăng tính an toàn của hệ thống cũng như giảm tổn hao trong hệ thống điện duy trì sản xuất. Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn nâng cấp, cải tạo lưới điện 110 kV, thiết bị điều khiển điện cơ công suất sử dụng qua biến tần 3 pha, hệ thống bù công suất, cốt phi để giảm tổn thất điện năng. Ngoài ra còn thực hiện công tác kiểm toán năng lượng để đánh giá toàn diện hiện trạng sử dụng năng lượng tại doanh nghiệp. Vừa rồi cũng mong muốn là công ty đã nâng cái tính ổn định, an toàn của các thiết bị hệ thống cung cấp điện. Thì công ty đã đầu tư nâng cấp cái hệ thống tủ điện máy cắt 6, trạm 7, xí nghiệp điện nước, tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng. Và sau khi mà đầu tư xong thì thiết bị đã được đưa vào sự vận hành sử dụng là trong tháng 6 năm 2023. Hiện tại thiết bị hoạt động ổn định thì tăng cái tính an toàn của hệ thống cũng như là giảm những cái tổn hao trong hệ thống điện nhằm duy trì sản xuất ổn định, an toàn. Những số lượng, tỷ lệ các cơ sở, các doanh nghiệp đầu tư để thay thế các dây chuyền thiết bị cũ bằng dây chuyền công nghệ hiện đại còn rất khiêm tốn. Theo Bộ Công Thương, các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm cũng đã thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng với quy mô, chi phí khiêm tốn ở mức trung bình so với các khuyến cáo của các báo cáo kiểm toán năng lượng. Tuy nhiên, để đạt được các giải pháp căn cơ, tức là tiết kiệm được mức năng lượng lớn, thì doanh nghiệp cần phải đầu tư vào các giải pháp mang tính công nghệ với mức đầu tư lớn hơn. Bên cạnh đó, qua nhiều kênh phản ánh, Bộ Công Thương cũng thấy các doanh nghiệp còn khó tiếp cận, đặc biệt là gặp khó khăn trong cơ chế bảo lãnh khoản vay, thế chấp tài sản để bảo lãnh khoản vay từ các ngân hàng thương mại. Tôi cho là cũng rất quan trọng, đó là sẽ kiến nghị với cấp có thẩm quyền để xây dựng và thực hiện, thực thi các cái cơ chế về tài chính ưu đãi để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thể tiếp cận được với các cái cơ chế tài chính ưu đãi, đầu tư vào các cái giải pháp công nghệ tiết kiệm năng lượng, thay thế các cái dây chuyền thiết bị máy móc công nghệ cũ bằng những cái dây chuyền thiết bị máy móc công nghệ mới mà có cái hiệu quả sử dụng năng lượng cao. Việt Nam đã cam kết đưa phát thải ròng về không vào năm 2050. Các giải pháp để thực hiện hóa mục tiêu này cũng được cụ thể trong từng cấp từng ngành. Vì vậy, theo các chuyên gia, giải pháp đầu tiên và quan trọng nhất đó là có một hành lang pháp lý đủ mạnh cho các yêu cầu bắt buộc phải sử dụng hiệu quả năng lượng gắn với chuyển đổi xanh của nền kinh tế, nghĩa là cần nhanh chóng sửa đổi luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng áp đặt thực hành tiết kiệm năng lượng để phù hợp với yêu cầu thực tiễn.